SHA76601S 11 lõi. Chiếc máy này có thiết kế tủ đứng nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian. Đặc biệt, mặt cửa tủ được làm từ chất liệu thép không rỉ nano polymer bền bỉ, tạo nên vẻ độc đáo cho ngoại hình, phù hợp với nhiều không gian như phòng khách hay nhà bếp. Máy có tổng cộng 2 vòi nước với 3 chế độ gồm nóng, nguội, lạnh. Để lấy nước, chúng ta thao tác trên nút vặn có chú thích tương ứng. Tại mặt kính lấy nước, máy còn được trang bị hệ thống đèn cảnh báo thay lõi lọc. Đối với chế độ nước lạnh, máy sử dụng công nghệ làm lạnh bằng block nên có thể làm lạnh nhanh chóng, đưa ra nước có độ lạnh sâu như được ướp trong tủ lạnh. Hệ thống lõi lọc được đặt sau cửa thân máy, bao gồm 11 lõi là 3 lõi lọc thô, 1 lõi RO và 7 lõi chức năng. Trong đó, màng lọc RO Ultra Pure 100 GDP sản xuất Hàn Quốc giúp loại bỏ cặn bẩn, virus, vi khuẩn có trong nước. Dung tích bình chứa nước khá lớn với tổng dung tích là 11,5 lít. Trong đó, nước nóng là 1,5 lít, nước lạnh là 2 lít và nước thường là 8 lít. Máy còn được tích hợp công nghệ kháng khuẩn Nano Silver giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây hại tiềm ẩn trong nguồn nước, ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn sau khi nước đã được lọc. Ở thời điểm tháng 9 năm 2024, mẫu máy này đang có giá bán là 12.590.000 đồng. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm khác đang được kinh doanh tại Điện Máy Xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, share và subscribe kênh Điện Máy Xanh để xem thêm nhiều sản phẩm khác nữa nhé.